Cái gì? Ăn bay ra ta đi, đố ăn bay được á? Ra ta. Ra ta hình như là con chim cắn cụt đúng không nhỉ? Test thử chiêu của ra ta xem nào. Ở đây chúng ta đang có chiêu 2. Chiêu 2 là gì đây? Nó tạo ra một cái lốc xoáy từ cái vị trí mà mình chỉ định và nó sẽ lướt về vị trí của mình. À, nó sẽ có gây thêm sát thương, cùng với đó là hiệu ứng làm chậm kẻ địch khi mà mình lướt qua. Đây, chiêu 2 này cũng ngon phết đấy chứ nhờ, được sử dụng 2 lần liên tiếp. Nếu như mà mình để cho nó hồi full chiêu là sẽ sử dụng 2 lần liên tiếp. Cùng với đó nội tại của Zata thì khi mà đánh thường 2 phát, phát thứ 3 là nó sẽ có thêm sát thương phép, có nghĩa là sẽ đánh đau hơn đấy. Hình như là có thêm hiệu ứng là xuyên qua kẻ địch, là kẻ địch xếp thành một hàng thì nó sẽ bắn xuyên qua luôn. À, đánh thường 2 phát, phát thứ 3 là nó sẽ có thêm sát thương. Đó, xuyên qua này, này. Đó, ồ cũng ngon phết đấy chứ nhở. Bây giờ đến với chiêu 1 là có chữ phép. Chiêu 1, chiêu khá xa, là nó sẽ tung ra một quả cầu lao thẳng về phía trước. Nhìn kỹ thì anh em sẽ thấy một con chim. Có nghĩa là Zata bắn chim về phía trước. Zata đút tay vô quần lôi ra con chim bắn về phía trước và gây ra sát thương phép. Thế là gì đấy? Nếu mày ulti có cái gì số 3 trên đầu ấy này? Thế thôi à? Ulti chỉ lướt cái thế thôi à? Hết rồi à? Ảo thật đấy. Ơ? Rồi hiểu rồi. Con này là ulti, là vừa ulti là phải vừa lướt vừa đắn. Đó, vừa lướt vừa đắn. Lướt. Đó, lướt vừa đắn thì nó sẽ chuyển sang trạng thái cắt cắn bay lên em ê. Đó. À rồi, hiểu chiêu rồi. Thế thôi à? Chỉ có thế thôi à? Thế mà đố ăn bay được á? Còn để test thử cho các bạn xem thử nhá. Tung chiêu 2, tung chiêu 1, bật ulti này. Thế thôi à? Đố ăn bay được á? Đúng chưa? Bay thế đúng chưa? À, thử lại cái này nhá. Này. Thế thôi á? Đúng chưa? Đúng bay thế chứ? Đúng chưa? Lại bảo sai. Lại bảo sai. Bay thế đúng chưa? Đủ hoàn mỹ chưa anh em? Ôi giời, thế thì dễ, đơn giản. Bay như này này. Ui. Nó đẹp đẹp một trận té luôn cho nó lắm. Hãy hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của CN Gamer. Hôm nay tiếp tục mình sẽ đưa đến cho anh em đó là con game liên quan Gebay và một con tướng mà các bạn yêu cầu cực kỳ nhiều, đó là Zata, hay còn gọi với cái tên thân thuộc hơn đó là cun cắn chịp, đọc ngược lại là chim cắn cụt đấy anh em. Có nghĩa là con này nó có một cái ulti là khi bật, nếu như mà anh em lấy đủ chiêu thức, đủ cái gọi là nội tại hay là nội năng cái gì ấy, là nó sẽ bay và nó sẽ gây sát thương cực kỳ nhiều. Còn nếu như mà không lấy đủ nội tại, không lấy đủ sát thương đối với kiểu ấy thì thì nó đi bộ nha. Đấy thì gọi là chim cắn cụt. Ok, hôm nay mình mời luôn cả cao thủ vào đánh luôn nhá. Mất công các bạn lại cứ kêu. Này, thực ra là mình không có nhiều thời gian các bạn. Mình làm kênh chính rồi, mình làm kênh phụ đâu các kiểu. Mình không có nhiều thời gian để chơi cho nên là mình không có cày được rank đâu. Các bạn mà ủng hộ nhiệt tình ấy thì mình sẽ cày cho các bạn xem. Bây giờ mình không có nhiều thời gian cho lắm. Đây, cho nên là mình mời hẳn luôn cao thủ vào đánh luôn cho các bạn đỡ nói nhá. Ở đây tem mình có là tin ăn này, kim cương này, cùng với đó là cao thủ. Đấy, còn mình thì đại kiểm tướng. Mình thì rắn là thắt đấu rồi. mình đang nằm trong top chiến tướng rồi anh em ạ. À, anh em thấy cái khung không? Cái khung màu vàng lúc này đấy, khung chiến tướng ấy anh em. Rắn ba về ra. Tem bạn có Flotilo. Flotilo tem bạn có cảnh múa hay, rắn cào, múa Flo nghe, rắn cào múa Flo kinh lắm. Lâu lắm không chơi. Mấy bữa này cái gì? Flo bảo cân năm, ok á, ok. Nhìn đấy, gáy khét đấy. Được của nó đấy. Bọn mày tuổi á, gáy bẩn à. Gáy bẩn à. Cái này có gọi là gáy bẩn không anh em nhở? À, nghe cày thế nhá. Grat với Violet đang cướp. Mình dụ con mít rượt theo mình để cho Grat với Violet cướp được rồi. Ừ, đúng rồi, cướp được rồi. Chí, đấm chí. Mày đi đấm tao à? Hay? Mình tao sợ chứ. Chí, đấm ai? Đoai đấm ai nữa hay? Ăn đợt lính này.
Ari. Rồi có mạng rồi anh em ơi. Có mạng hạ gục rồi anh em ơi. Có mạng hạ gục, có mạng hạ gục. Đây 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 đây. Chạy, ôi chạy chạy, ô chạy 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 nhanh nào, chạy nhanh nào. Ai Enro bộc phá đôi cái S của ai? Cái S của ai? Ai? Nhưng mà tính ra hình như là mình cái S của Enro. Mát ở trên có mát. À, kìn đấy, ở trên có vẻ là đi chung đấy nhá. Kỳ lăng đấy, kỳ lăng đấy. Úi giời, băng trụ luôn. Ú, Floor băng trụ. Floor có người yêu. Vâng, người yêu của Floor khả năng cực cao đó là Aya. Khi mà Floor đội Aya lên đầu, người ta thường có câu là đội vợ lên đầu thì trường sinh bất tử. Aya của chúng ta được cô lên rồi, sâu xăm ở toàn Floor kỳ yêu rồi. Gì đấy, Aya tên là tập múa Floor. Sao tên tập múa Floor lại chơi Aya là như thế nào nhỉ? Thật đấy. Chắc là bị ấy à, kinh đấy. Chắc là bị Floor cướp mất tướng cho nên là phải chơi AA đấy. Nhưng mà có vẻ gái hơi khét. Thấy AA đầu game mà cái Floor cân 5 gì mà nghe gái hơi khét, kỹ năng chắc cao đấy. Bay cái nhờ, xem bay cái nhờ anh em nhờ, bay cái nhờ. Tùng chiều 2, Tùng chiều 1, bật quả ulti chạy hộ cái nhá. Ơ kìa, sao Violet lại lỡ lòng nào cướp mất cái double kill của mình thế nhỉ? Đấy rồi, double kill này đấy, đúng chưa, chơi thế đúng chưa, kỹ năng đấy. cái săn chiến tướng nhìn nó phải khác này, bên ngoài anh em nhìn thì cũng thấy cái khung rồi đúng không, chiến tướng đắn nó khác lắm nhá. Follow lựa bông rồi. À, Floor biết lượm bóng đấy anh em, không giỡn. Ui trời. Chạy hộ nhá. Floor chạy hộ cái nhá. Né. Ơ kìa, nó không đá à? Mẹ. Em xin lỗi anh. Ai vượt mình đó. Anh đi làm gì? Đứng đây bê vệ cho sợ luôn này. À, làm gì? Đi làm gì? Tiến băng trụ à? Ai à? Ai à? Cái tin công nghệ nó xài chiêu 2 kết hợp tốc biến anh em ạ. Ảo tất đấy. Mà không giỡn được nhá, không giỡn được nhá. À, like à, xong rồi biến về à? À, khịa à? À, được, hay, kỹ năng. À, được chưa? Cao thủ đắn ok chưa? Tem bạn cao thủ đường hoàng nhá, do tem mình có cao thủ nên là chắc chắn ghép trận thì gặp tem bạn thì chắc chắn là sẽ có cao thủ rồi. Nhìn Azi với Floor múa này. Băng trụ này, chọt này. Xong chết này. Lón ti lồ à. Cho xin mạng AI cái đây, xin mạng thôi mà. Xin mạng ấy, mẹ nó cứ chạy qua chạy bật bá hôn thì lại nặng. À, mày luôn, thế cho nó nhặt. Ăn cái lính đường mid. Xong mình lên đường trên nhở, mình lên đường trên à. Ai à, thôi em không có tốc biến, em không có dãi à. Được đấy, hay đấy. Rồi. Chạy đi đâu. Dính quả móc cái là thấy màu luôn. Thấy chui vô trong bụi grass móc cái ra là thôi biết luôn đấy anh em, hiểu luôn cái kết quả rồi đấy. Floor Tiro vẫn đang đội AI trên đầu. Floor vẫn đang cố gắng múa. Floor có skin. Múa rất kinh. Úi giời ơi. Floor chết chắc. Ai tốc biến, ai bật ulti, ai bay. Ôi kìa. Ai giết đấy nhở, mạng hạ gục của ai hết nhở. Mạng gây 87% sát thương luôn anh em ạ. Ảo thật đấy. Này mạng của Grut à. Mạng thuộc về ai anh em? Con này à làm gì kìa? Không về à? À nhây à? À nhây à? Nhây đứng đó nhây em tí nào. Nhây thêm tí. Đúng rồi. Nhây lại. Về không về đúng lắm mà nhây. Enro đang bổ ulti. Rát quả này là lăn ít giữ nhiều và đương nhiên là anh ta lên bàn thờ ăn xôi rồi.
Committee for Law bắt đầu mùa và đem về cho mình màu của Grat của hàng nguy hiểm. Có nên ra Commit giết con Flotty lổ này không nhở? Mình đã có ulti này. 4 3 Flo bằng trụ, Flo chọt. Ui cái đấy người ta gọi là ảo tưởng sức mạnh đấy anh em. Bằng trụ chọt Grenade và cái kết anh em ạ. Vai cả trường. Nhưng mà Flo biết chơi anh em ơi, không phải là không biết chơi đâu. Chờ Flo lên được chút giáp đi, nó chọt cho thí nỉ luôn. Mình có lên sắt rồi, mình có lên sắt phép rồi cho nên là cùng đỡ được phần nào. chết mình chết bật ulti chết nữa mình tao sợ mi sợ lắm chú có rồng làm gì đấy. Ui farm lính hay là rồi tính tiếp. Ôi đừng làm em sợ. Em sợ tối em không ngủ được đâu anh ạ, em bảo thật đấy. Hù em thì cũng có mức độ thôi, mấy anh hù như thế em sợ tối em lại không ngủ được mộng du đấy. Giáp tốc biến. chạy đâu đảo lao bí đao một me tè le trên này. Floor nó đang ở cửa dưới, thoải mái combat luôn. Cắt cắn bay lên em ơi luôn này. Này, ai chạy tốc biến chơi mày luôn này. Ai double kill ai. Mùa hay mày bay. Được chưa? Mùa thấy đúng chưa? Đúng chưa? Đố ăn bay được giả tà. Đắng ba con giả tà này. Này. Anh nhà chủ ngắm. Phát quả đó mà chủ không ngắm mình là mình đi lên thêm bước nữa là mình phóng chiêu mình bay luôn rồi đấy. Flon đang ở commit. Ui. Ăn rat cay là mê. Nãy giờ ăn rat chết hơi nhiều nha, hơi bực nha. Hơi bực nha. Quả này mình chết chắc rồi này, mình cúi giết con Violet này. Má con Flon mà không rat kịp là mình sống. Nó bảo đó Flo ra kịp chứ ha. Flo mùa hay nhá, anh em thấy Flo mùa không? Flo có người yêu đấy. Flo bắt đầu lên được đồ rồi đấy. Flo mùa hay, nhưng mà gia tăng hay hơn nhá. gia tăng hơn. Kirinat với Enzo ăn kim công. À con đó kêu bằng cây sơ chứ đúng không? Hồi trước mình chơi mình gọi con đó là kim công anh em ạ. Gọi quen miệng rồi cho nên là mình cứ gọi bằng kim công nhá. Anh em nghe không quen nên em thông cảm cho mình cái, do mình quen mồm chứ. Gọi con đó là kim công quen rồi. Cây sơ, gọi là cây sơ. Cây sơ. Ăn nam gia ta top 1. Trời ơi, móc con gì không móc, móc con Flotty lô trời ơi. Cố đi, chơi luôn. Ôi nhá, chặt rồi. Chặt được bay rồi, nhưng mà không sao, vẫn có kill. Úi trời ơi. Flo hết múa liền. Flo thấy ra ta cái im liền. Ai à, im lặng liền, không nói gì liền. Thật chứ mình nói với các bạn rất là nhiều về cái vấn đề này rồi. Đó là đầu game vô gáy ở cái xong thua là im re luôn. Thua cái im re, không nói gì cả. Im re luôn, gọi cũng không trả lời. Ô Ari bóng chiêu ai tốc biến luôn. Kinh ấy được kỳ lăng ấy. Giát bị Grat móc cái nữa khóc luôn này. À, mà không dính vào đó móc dính cái Grat khóc. Grat không tìm mãn cho nè nè. Ui kìa Flo múa kìa. Má Flo có AI bút giáp băng xương. Ui má thôi tặng. Qua ta kêu à? À đâu chút mà kêu. À, gì? Tuổi á. Hay đấy, kinh đấy. Ừ, kinh đấy. Flo cân hết. Ừ thì Flo cân hết. À thấy chưa? À, được chưa anh em? Thế bạn có Flo biết chơi, Flo lên giáp lên cả huân chương choi ạ. À. Lên giáp phép luôn ạ. À. Chống mình là kinh đấy. Hay ha, làm cái yếu gì ấy nhỉ? Nha, yeah, thích nhây lắm.
Mình có cầu ban xương. Cầu ban xương thì chắc không cần đến giáp hồi sinh. Đến giáp hồi sinh sẽ có được. Ơ kìa. Nói gì đi anh em. Comment về cái pha vừa rồi. Nói gì cho gờ dắt đi anh em. Mê chứ. Thật là ảo ma sô-cô-la. Tốc biến phóng chiêu 2, bật chiêu 1, bật luôn cả ulti. Không tới tầm này. À, quả đó rát tốc biến chạy luôn. Rát quả đó tốc biến chạy luôn anh em ạ. À. Ê, sợ quá. Tem nó con Violet với rát thôi đúng không? Hai con máu giấy thì mình có ulti này. Thôi. Ok. Mình là support nha anh em. Ra tao support nha. Sao mình thử cầm ra tao lên cầm gáp xem như nào. Ra tao support. Để thử xem. Xem có bị tem chửi không. Rát. Bay này. Rát chạy đâu. Chạy đi đâu. A gì làm gì. Chết. Mình chết. Mình chi tao. Mình chi tao. Flora 4 giây nữa có ulti. Bay này. Mày Thôi này cắn rồi. Mình giết được Flora. Ủa. Alo. Alo. Tem bạn không thấy cái gì nữa nhờ. Cân hộ bố mày gái. Gái làm gì. Ừ. Rát đang nói ai à, gáy làm cái gì để xong giờ thua. Đây. Ai à, với follow im xe luôn đấy. Rát ba đường siêu cấp luôn. Đố Violet bắn nhau quả mà rát thốn thân lổ đít luôn đây này bạn. Vãi. À, tem bạn cái nhà tem bạn như cái sân bay vậy anh em ạ. Nhìn cứ như cái sân Mỹ Đình này. À. Giờ kêu đội tuyển Việt Nam U23 vô đá bóng là được luôn đấy. Không thì cày hai mảnh ra làm sân bay cho máy bay hạ cũng được. Ừ. Nhà bạn, nhà tem bạn như cái sân bay vậy. Ừ. Tem mình đang ăn cây sơ, mình kiểu câu cho tem bạn. Tem mình đang ăn cây sơ, cố gắng câu tem bạn chung cho vô cây sơ. Ăn xong rồi đúng không? Violet à? Con gì ấy, con gì vừa lú ra ấy nhở, con gì vừa lú ra có thêm AI ấy nhở, à Ari à, Ari rất là bố láo nhá, bố láo, ơ kìa, ra ta support thôi, được rồi, có lón đi lô an ta vẫn đang múa, bật ngay cho mình đó là ulti mạnh, ấy kìa, má quả đó Florentino lựa bông được lại đằng sau chứ, rồi, alo. Vỡ alo rồi à? Tem bạn nhìn như vỡ alo rồi hay sao? Không thấy nó gì cả. Toan thôi. Rát làm gì? Gì? Làm cái trò con bò gì? Vỡ alo liền. Anh à, vỡ alo. Đầu game vô flo cân lắm. Các kiểu gì mà tem bạn tuổi. Ừ thì tuổi ấy. Hình như là tem bạn phá được đúng một cái trụ ở phía bên trên của tem mình thôi. Ôi ai MVP này? Ai ơi? Ai MVP này? Ai hay đấy nhở? Ui, like liền cho cái video này nhá. Like đi. Bạn nào mà chưa đăng ký hãy nhấn vào nút đăng ký, bên cạnh đó thì bật luôn nút chuông thông báo nhá. À, hãy comment về vị tướng tiếp theo nếu như mà các bạn muốn mình chơi. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại. Bye bye.